Siêu phẩm góc hai mặt tiền tọa lạc ngay tại trục đường Phan Huy X, phường 14, quận Gò Vấp, ngay khu E Mark 2 luôn quý cô chú anh chị khách hàng ạ. Hai góc hai mặt tiền thế hẻm là gần 4 mét và xe hơi đậu cửa thoải mái luôn nha mọi người. Nhà phải nói là được gia chủ rất là tâm huyết, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, diện tích thì rộng rãi, công năng là full luôn nha mọi người. Mình sẽ được tham quan thế hẻm thực tế của căn nhà đây ạ. Thế hẻm rộng rãi này, gần 4 mét luôn quý cô chú anh chị khách hàng ạ. Và góc hai mặt tiền của mình đều rất là rộng nha, cho nên là xe hơi vào thì vẫn có thể quay đầu thoải mái ở ngay tại cái góc ngã ba này luôn. Đẹp, sang, xịn, mịn, thiết kế full nội thất với 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Đặc biệt của căn nhà phố này đó là ban công phòng chạy dài theo góc hai mặt tiền của căn nhà luôn, cho nên là cái phần ban công phía bên hẻm hông của căn nhà dài tới 12 mét luôn quý cô chú anh chị khách hàng ạ, là cái khu vực để mình có thể thoải mái mà trồng cây xanh này, làm khu vực phơi đồ này, rất là tuyệt vời luôn. Cho phân khúc giá chỉ có những 4 tỷ thôi nha mọi người, 4 tỷ 890 triệu sẽ còn thương lượng và hỗ trợ quý khách mình cần vay thêm vốn ngân hàng ha. Ngang 3,7m, chiều sâu là 12m và được công nhận đầy đủ trên sổ hồng riêng là 44m2, kết cấu một trệt một lầu đúc chắc chắn, và đặc biệt là cái phần ban công phòng của mình còn được hoàn công trên sổ luôn đó quý cô chú anh chị khách hàng ạ, cho nên tính ở cái phần tầng 2 á là chiều rộng là 4,3m nha. Và được hoàn công trên sổ hồng riêng luôn, cho nên là pháp lý cực kỳ chuẩn luôn. Gia chủ thiết kế cho mình là một sân để xe máy này, để 3-4 chiếc xe máy ngay phía bên ngoài thoải mái. Đặc biệt là gia đình mình mà có một chiếc xe hơi nhỏ 4 chỗ thì vẫn có thể dè vào nhà được, nếu mà mình mong muốn có xe hơi để trong nhà ha. Phòng khách rộng rãi đẹp khang trang với bộ sofa, tivi cùng với lại hệ thống đèn điện, tranh ảnh treo tường. Đặc biệt là vì góc hai mặt tiền cho nên gia chủ thiết kế rất là nhiều cửa sổ lấy sáng, tạo cái khoảng không rất thoáng cho căn nhà phố của mình luôn nha. Thoáng mát này, đủ không gian ánh sáng và gió trời ở căn nhà phố này thì chắc chắn là quý khách hàng mình sẽ được đảm bảo về sức khỏe cho người lớn tuổi này, cho trẻ nhỏ này. Và gia chủ cũng rất là cầu kỳ khi mà thiết kế cho mình một phòng ngủ ở ngay tại khu vực tầng trệt luôn. Tổng cộng mình sẽ có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng quý cô chú anh chị khách hàng nha. Cầu thang được đúc chắc chắn và cân đối hài hòa giữa phòng khách và phòng bếp. Vào bên trong khuôn viên phòng bếp thì mình đã có sẵn bàn ăn, 4 ghế ngồi này. Không gian phòng bếp rất là rộng rãi ha. Thiết kế riêng khu vực để tủ lạnh này, cực đẹp, cực sang luôn quý cô chú anh chị khách hàng ạ. Và đây chính là không gian của phòng ngủ ở tầng trệt ạ. Vừa vặn vừa phải với những cô chú lớn tuổi hoặc là gia đình mình có trẻ nhỏ thì sinh hoạt tại cái khu vực tầng trệt này nó quá là tiện lợi luôn. Mình cô chú lớn tuổi thì về xương khớp mình không có được khỏe khoắn như các bạn trẻ, thì việc leo lên leo xuống cầu thang nó rất là khó khăn, thì đáp ứng cho quý khách là mình một phòng ngủ ngay tại tầng trệt ha. Rộng rãi, đẹp khang trang, đẹp không tì vết luôn ha quý cô chú anh chị khách hàng ạ. Căn này thì về hướng là tọa lạc ngay tại hướng đông, hướng vượng khí và mát mẻ cho gia chủ. Quý khách nào mà mình hợp hướng này thì phải nói là rất là tuyệt vời ha. Cầu thang được đúc chắc chắn và ốp đá trắng này mọi người, di chuyển lên xuống rất là dễ dàng với mẫu cầu thang rộng 1m2 luôn nha. 1m2, cho nên quý khách mà mình mang nội thất lên xuống thì khỏi phải lo luôn, nó quá là rộng, quá là chill. Tầng 2 của căn nhà phố này, quý khách hàng cùng Hồng tham quan nhé. Tầng 2 này thì mình có tới 2 phòng ngủ siêu rộng và coi như là phòng ngủ master luôn quý cô chú anh chị khách hàng ạ. Bởi vì tích hợp sẵn toilet tọa lạc bên trong phòng, có sẵn cả bồn tắm nằm luôn. Phòng ngủ nào cũng đủ ánh sáng và gió trời luôn nha mọi người. Mỗi phòng ngủ thì được gia chủ thiết kế 2 cái cửa sổ lấy sáng lấy thoáng rất là tuyệt vời, nhỏ xinh nha. Rất là thẩm mỹ luôn quý cô chú anh chị khách hàng ạ. Giường, tủ quần áo này, bàn trang điểm, máy lạnh này. Và còn không gian rất là rộng rãi luôn để mình có thể bố trí nội thất theo nhu cầu của gia đình mình. Quý khách hàng mình sẽ cùng Hồng tham quan tiếp theo, đó là không gian của phòng tắm nha mọi người ơi. Phòng tắm này phải nói là tuyệt vời khi mà gia chủ tích hợp thêm cho mình bồn tắm nằm. Bồn tắm nằm này mà các bạn nhỏ nhà mình thì phải nói là cực khoái luôn này. Quá là rộng rãi, quá là tuyệt vời luôn, mới xịn sò 100% nhé. Phòng ngủ thứ hai cũng tương tự. Phòng này thì mình còn có ban công này, đi là khu vực đi ra phía ngoài ban công, lấy sáng lấy thoáng tuyệt vời luôn ha.
cũng tích hợp sẵn toilet ngay bên trong phòng luôn, thiết kế rất là hiện đại luôn ạ. Giường, tủ, đồ cũng toàn bộ nội thất cao cấp là đã được gia chủ đề co sẵn cho mình rồi nha. Rất là xinh xắn luôn. Mẫu nhà phố này mà chỉ có 4 tỷ 890 triệu thôi quý cô chú anh chị khách hàng ạ. Toilet bên trong phòng. Rồi mình sẽ chiêm ngưỡng cái phần ban công này. Đây là điểm cộng rất là lớn cho căn nhà phố này luôn. Ban công trước, ban công vòng rất là rộng rãi. Cái phần mà ban công bên hông nhà đó mọi người là được lấn ra là 0,6 mét luôn. Nhân với chiều dài là 12 mét thì vị trí cái phần ban công của mình đã chiếm tới 10 mét vuông cho căn nhà phố này rồi, mình được tận dụng sử dụng quá là tuyệt vời. Và đặc biệt là được công nhận trên sổ hồng riêng nữa quý cô chú anh chị khách hàng nha, pháp lý chuẩn chỉnh luôn. Ban công lấy sáng lấy thoáng tuyệt vời ạ. Nội thất xịn sò, thiết kế tỉ mỉ từng cm. Đây chiếc ban công của mình này. Ban công này mà quý khách mình treo một cái hệ thống cây xanh ở dọc cái phần hành lang ban công này thì ta nói căn nhà phố của mình là tràn ngập không khí, tràn ngập ánh sáng này, tràn ngập cả những cái nguồn năng lượng khí O2 cho không gian tại tầng 2 luôn ha. 4 tỷ 890 triệu thôi ạ, giá sẽ còn thương lượng, hỗ trợ quý khách mình cần vay thêm vốn ngân hàng cho một căn nhà phố diện tích đầy đủ 44 mét vuông, sàn là 90 mét vuông luôn nha mọi người. Pháp lý chuẩn chỉnh và bao công chứng sang tên ngay trong ngày. Quý khách mình quan tâm về căn nhà phố này thì liên hệ ngay với Hồng qua hotline 0388 577 577 nhé. Hoặc là add ngay Zalo của Hồng 0909 786 377 thì Hồng sẽ gửi cho mọi người đầy đủ thông tin tư vấn chuẩn chỉnh về pháp lý trước khi mà quý cô chú anh chị khách hàng mình đi xem thực tế nhé. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.